Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hỏi đáp về pháp luật của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tuần Giáo, phát vào thứ ba và thứ năm hàng tuần trên sóng FM tần số 94,9 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo về việc điều tra xác minh trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết tại bản xá tự xã Pú Nhung của huyện Tuần Giáo. Vào hồi 9 giờ 31 phút ngày 10 tháng 10 năm 2017, Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo có tiếp nhận một bệnh nhân ở bản xá tự xã Pú Nhung vào viện với chẩn đoán cảm cúm không định danh virus viêm phổi, xét nghiệm test nhanh tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo kết quả dương tính. Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo đã cử cán bộ, đội y tế dự phòng đến điều tra xác minh trường hợp bệnh. Qua kết quả điều tra, yếu tố dịch tễ, Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo xin báo cáo trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết tại địa phương như sau: Họ và tên là Mùa Thị Sánh, địa chỉ bản Xá Tự, xã Phú Nhung, ngày giờ khởi phát các triệu chứng đầu tiên khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2017, diễn biến quá trình bệnh. Bệnh nhân bị bệnh vào khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2017. Tự nhiên xuất hiện sốt, đau đầu, chóng mặt, đau mỏi toàn thân, ngày một tăng, ở nhà chưa sử dụng thuốc gì. Đến ngày 10 tháng 10 năm 2017, bệnh nhân sốt cao, đau đầu, đau mỏi toàn thân nhiều, được gia đình đưa đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo. Ngày 12 tháng 10 năm 2017, đã lấy mẫu máu người bệnh làm test nhanh tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, kết quả dương tính. Ngày 13 tháng 10 năm 2017, lấy mẫu gửi lên khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm Trung tâm Y tế Dự phòng Tỉnh Điện Biên, chẩn đoán xác định sốt xuất huyết. Qua 3 ngày điều trị, hiện tại bệnh nhân đã ổn định hết sốt, hết đau đầu, hết đau mỏi toàn thân, da niêm mạc hồng, không phù, không xuất huyết. Điều tra yếu tố dịch tễ tại bản xá tự xã Phú Nhung. Tại bản xá tự xã Phú Nhung huyện Tuần giáo có 95 hộ, 417 nhân khẩu. Người dân sống chủ yếu bằng nghề làm nương dẫy. Các gia đình chăn nuôi gia súc gia cầm nhỏ lẻ theo tập tục thả rông. Trong bản có nhiều cây cối bụi rậm, nhiều vũng, nước đọng. Người dân sử dụng nước chủ yếu từ hứng nước mưa vào bể, che đậy không đảm bảo, ít được lau rửa, nằm ngủ màn bất thường. Trong bản có khoảng 10 thanh niên đi làm thuê ở Hà Nội. Khoảng một tháng trở lại đây, có đi về bản thất thường, trong đó có anh Vừa A Cú sinh năm 1993, về thăm gia đình vào khoảng 3 giờ ngày mùng 7 tháng 10 năm 2017. Trước đó một tuần đã từng bị sốt đau đầu nhưng không đến cơ sở y tế điều trị. Tại thời điểm đến xác minh, anh vừa A Cú không sốt không đau đầu, da niêm mạc bình thường. Vào ngày mùng 5 tháng 10 năm 2017, bệnh nhân mùa thị sánh có đi thăm con gái đang nằm điều trị tại Khoa Phụ Sản Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo và ngủ lại đêm tại đó. Trong thời gian đó tại khoa truyền nhiễm trung tâm y tế huyện Tuần Giáo có 5 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết đang nằm điều trị. Kết quả điều tra trường hợp bệnh và điều tra yếu tố dịch tễ, bệnh nhân mùa thị sánh ở bản xá tử xã Phú Nhung mắc sốt xuất huyết tại địa phương. Như vậy là đã có hiện tượng lây bệnh sốt xuất huyết từ người bệnh sang những người xung quanh. Trên đây là trường hợp mắc sốt xuất huyết đầu tiên tại địa phương. Để hạn chế các trường hợp lây lan bệnh sốt xuất huyết khác trên địa bàn huyện Tuần Giáo, Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo xin kiến nghị một số nội dung sau. 1. Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp tốt với y tế địa phương tăng cường công tác truyền thông phòng chống bệnh sốt xuất huyết. 2. Phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế xã, thị trấn tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm và báo cáo kịp thời với trung tâm y tế huyện để xử lý triệt để các ổ dịch ngay sau khi phát hiện phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã tăng cường công tác truyền thông phòng chống bệnh sốt xuất huyết. 3. Trung tâm Y tế Dự phòng, tỉnh cung cấp bổ sung các vật tư hóa chất để diệt mũi, trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết, thường xuyên giám sát hỗ trợ cho tuyến huyện xã về công tác phòng chống sốt xuất huyết. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung thông báo đấu giá tài sản. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và bán đấu giá tài sản Điện Biên số 141 ngày 13 tháng 10 năm 2017 thông báo đấu giá tài sản. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ bán đấu giá tài sản Điện Biên làm thủ tục và tổ chức cuộc đấu giá tài sản với các nội dung sau. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và bán đấu giá tài sản Điện Biên. Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên người có tài sản đấu giá, tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tân Giáo, tỉnh Điện Biên, địa chỉ khối Tân Giang, thị trấn Tân Giáo, huyện Tân Giáo, tỉnh Điện Biên. Tên tài sản nơi có tài sản đấu giá, quyền sử dụng đất ở khu đất khối Tân Giang giai đoạn 1, thị trấn Tân Giáo, huyện Tân Giáo với 6 thửa đất có tổng diện tích 622,13 m2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá tiền đặt trước giá khởi điểm là 2 tỷ 799 triệu 585 nghìn đồng. Cụ thể như sau,

Diện tích thửa số 4 là 100,57 m2 nhân 4 triệu 500 000 đồng trên m2 bằng 452 triệu 565 000 đồng. Diện tích thửa số 5 là 103,35 m2 nhân 4 triệu 500 000 đồng trên m2 bằng 465 triệu 075 000 đồng. Diện tích thửa số 6 là 106,13 m2 nhân 4 triệu 500 000 đồng trên m2 bằng 477 triệu 585 000 đồng tiền đặt trước là 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá, thời gian địa điểm điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá, thời gian địa điểm bán hồ sơ phát hành hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá từ 8 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2017 đến 16 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2017 trong giờ hành chính tại Tổ chức Phát triển Quỹ đất huyện Tân Giáo. Thời gian địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ 8 giờ ngày mùng 2 tháng 11 năm 2017 đến 16 giờ ngày mùng 3 tháng 11 năm 2017 tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản theo quy định nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên trong thời gian quy định thời gian địa điểm đấu giá tài sản bắt đầu từ 8 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2017 tại hội trường nhà khách Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Chi tiết xin liên hệ Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và bán đấu giá tài sản Điện Biên, điện thoại 0215 3827 868. Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, điện thoại 0215 3860 818 tổ chức cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến địa điểm thông báo trên để đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản. Giám đốc Nguyễn Thị Dung đã ký. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung công văn số 1689 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về việc phối hợp thông tin tuyên truyền về thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Thực hiện công văn số 786 ngày 6 tháng 10 năm 2017 của Trung tâm Lao động nước ngoài về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Sở Lao động Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị báo điện biên phủ, đài phát thanh truyền hình tỉnh, đài truyền thanh truyền hình các huyện, thị xã thành phố phối hợp thông tin tuyên truyền về thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản của Trung tâm Lao động ngoài nước tại địa phương đề nghị báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện. Sau đây là nội dung thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổ chức Phát triển Nhân lực Quốc tế Nhật Bản về chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Trung tâm lao động, ngoài nước trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản cụ thể như sau. Về điều kiện đăng ký dự tuyển. Người lao động có nguyện vọng tham gia chương trình, đáp ứng các điều kiện theo quy định dưới đây đều có thể đăng ký dự tuyển tham gia chương trình, không hạn chế về số lượng ứng viên đăng ký dự tuyển. Điều kiện đăng ký dự tuyển. Nam giới tuổi từ đủ 20 đến 30 tuổi sinh trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 1987 đến tháng 10 năm 1997. Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Cao từ 1,6 m trở lên, cân nặng phù hợp với chiều cao. Không xăm mình, kể cả hình xăm đã xóa. Không bị dị tật, không có sẹo ảnh hưởng đến khả năng vận động. Thị lực hai mắt đạt từ 7 trên 10 trở lên. Không bị nhược thị, rối loạn sắc giác, Có đủ sức khỏe để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại thông tư số 14 ngày 6 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe có đạo đức tốt, ý thức kỷ luật tốt, không có tiền án, là người chưa từng tham gia các chương trình đào tạo thực tập sinh của Nhật Bản, có ý chí quyết tâm cao về ngành nghề tuyển chọn xây dựng và sản xuất chế tạo, trong đó sẽ có khoảng 80 đến 90% là ngành xây dựng do vậy sẽ ưu tiên tuyển chọn các ứng viên có kinh nghiệm và sẵn sàng làm việc trong ngành xây dựng. Về hồ sơ đăng ký dự tuyển Người lao động tự tải hồ sơ đăng ký dự tuyển từ trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động nước ngoài tại địa chỉ www.colab.gov.vn Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm sơ yếu lý lịch được kê khai đầy đủ thông tin có xác nhận của địa phương. Đơn tự nguyện đăng ký dự tuyển đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, điền đầy đủ thông tin theo mẫu. Giấy khám và chứng nhận sức khỏe để đi làm việc tại nước ngoài có đầy đủ các xét nghiệm theo quy định tại thông tư số 14 ngày 6 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe. Một bản bằng tiếng Việt và một bản bằng tiếng Anh theo mẫu của Trung tâm Lao động Ngoài nước. Bản sau có chứng thực của các giấy tờ sau, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận thuộc đối tượng gia đình chính sách, con thương binh liệt sĩ, giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp với đối tượng là người lao động đang cư trú dài hạn tại các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được hưởng hỗ trợ theo quy định tại quyết định số 1722/QĐ-TTG ngày 2 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ nếu có. Về cách thức thời gian nộp hồ sơ và nội dung thi tuyển, người lao động tự tải mẫu hồ sơ trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động Ngoài nước tại địa chỉ www.colab.gov.vn hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp về Trung tâm Lao động Ngoài nước theo hai hình thức. Người lao động đến nộp trực tiếp tại Trung tâm Lao động Ngoài nước, không nhờ người nộp hộ, và khi đến phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc gửi bảo đảm chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về Trung tâm Lao động Ngoài nước, địa chỉ Trung tâm Lao động Ngoài nước số 1 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 9 tháng 10 năm 2017 đến ngày 15 tháng 11 năm 2017 đối với ứng viên nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày nộp sẽ tính theo dấu của bưu điện. Nội dung thi tuyển, kiểm tra kiến thức, môn toán, kiểm tra thân thể, thị lực, sắc giác, thi thể lực, chạy 3.000m, chống đẩy 35 lần, gập cơ bụng 25 lần và phỏng vấn. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển, nếu có vấn đề gì cần tư vấn, người lao động liên hệ với Trung tâm Lao động Ngoài nước thông qua số điện thoại 04-373-46751 để được hướng dẫn. Về thời gian tổ chức thi tuyển, từ cuối tháng 10 và tháng 11 năm 2017. Về thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ, thời gian và địa điểm thi tuyển. Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo danh sách người lao động đã nộp hồ sơ, kết quả kiểm tra hồ sơ và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển cho những người lao động có kết quả kiểm tra hồ sơ đạt yêu cầu bằng văn bản cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh thành phố và trực tiếp người lao động. Đồng thời Thông tin được đăng tải trên website của Trung tâm Lao động Ngoài nước tại địa chỉ www.colab.gov.vn. Đối với các ứng viên đăng ký, hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố phía Nam, Trung tâm Lao động Ngoài nước sẽ xem xét bố trí thí sinh thi tuyển tại thành phố Hồ Chí Minh. Điểm ưu tiên trong thi tuyển Những người lao động thuộc đối tượng sau đây, nếu có kết quả môn thi toán đạt từ 30 điểm trở lên, sẽ được ưu tiên cộng điểm vào kết quả bài thi toán những người thi môn toán đạt kết quả dưới 30 điểm không được cộng điểm ưu tiên, cụ thể như sau: Người lao động là con thương binh liệt sĩ, người có công 20 điểm. Người lao động thuộc các huyện nghèo theo quy định tại quyết định số 71 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020 20 điểm. Người lao động thuộc các huyện nghèo và dân tộc thiểu số của các tỉnh miền núi 15 điểm. Người lao động thuộc hộ nghèo và dân tộc thiểu số của các tỉnh không phải là tỉnh miền núi hoặc người lao động thuộc các tỉnh miền núi không thuộc đối tượng huyện nghèo hoặc dân tộc thiểu số 10 điểm. Về thông báo kết quả thi tuyển, sau khi kết thúc thi tuyển, trung tâm lao động ngoài nước sẽ gửi thư thông báo kết quả thi tuyển và hướng dẫn người lao động các thủ tục cần thiết để tập trung nhập học, tham dự các khóa đào tạo và thông báo bằng văn bản tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội danh sách những người lao động trúng tuyển để phối hợp quản lý. Đồng thời, kết quả thi tuyển sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước tại địa chỉ www.collab.gov.vn sau 3 đến 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ thi. Về một số thông tin về chương trình, chương trình đưa thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản là chương trình phi lợi nhuận được thực hiện từ năm 2006 theo thỏa thuận giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổ chức Phát triển Nhân lực Quốc tế Nhật Bản, Trung tâm Lao động Ngoài nước là cơ quan duy nhất được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giao thực hiện chương trình. Người lao động trúng tuyển sẽ tham gia khóa đào tạo tại cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động Ngoài nước trong thời gian từ 4 đến 8 tháng, phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của các công ty tiếp nhận. Nếu trúng tuyển, người lao động sẽ phải tuân thủ và thực hiện nghiêm túc quy chế đào tạo. Nước phái cử đã được thống nhất giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và Tổ chức Phát triển Nhân lực Quốc tế Nhật Bản. Người lao động đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản gọi là thực tập sinh, được tu nghiệp và thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản trong thời gian từ 3 đến 5 năm, được hưởng mức lương cơ bản theo hợp đồng trong khoảng từ 25 triệu đến 30 triệu đồng một tháng, chưa khấu trừ thuế, bảo hiểm. Sau khi hoàn thành chương trình thực tập về nước đúng thời hạn sẽ được Tổ chức Phát triển Nhân lực Quốc tế Nhật Bản. Hỗ trợ 600.000 Yên trên một người đến 1 triệu Yên trên một người, tương đương từ 120 triệu đến 200 triệu đồng tiền Việt Nam, tùy vào số năm thực tập để khởi nghiệp. Về chi phí giữa lao động phải chi trả và các khoản kinh phí được hỗ trợ khi tham gia chương trình. Người lao động nếu chúng tuyển được tham gia chương trình chỉ phải chi trả các khoản phí sau đây chi phí làm hộ chiếu, visa và khám sức khỏe. Học phí đào tạo dự bị trong 3 tháng đầu, chi phí tham gia khóa ôn tập 1 tháng trước khi xuất cảnh, chi phí ăn ở trong thời gian tham dự các khóa đào tạo tại Việt Nam. Ngoài các khoản chi phí nêu trên, người lao động khi tham gia chương trình này không phải nộp bất kỳ khoản chi phí nào khác. Người lao động được miễn các khoản chi phí do tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản gồm chi phí vé máy bay Chi phí khóa đào tạo chính thức trong thời gian 4 tháng. Về chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng ưu tiên, người lao động thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, lao động cư trú dài hạn trên địa bàn huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, theo quyết định số 1722 hai qdttg ngày 2 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ chi phí đào tạo theo quy định tại Thông tư số 15. Ngày 15 tháng 2 năm 2017 của Bộ Tài chính. Nếu chúng tuyển đề nghị người lao động mang theo đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 31 ngày mùng 9 tháng 9 năm 2009 có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi cư trú để được hỗ trợ. Mọi thông tin về chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Lao động ngoài nước tại địa chỉ www.colab.gov.vn Nối tiếp chương trình là nội dung công văn số 2762 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện văn bản số 1367 ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện hướng dẫn đầy đủ kịp thời việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, hạn chế tối đa việc tổ chức cá nhân phải đi lại nhiều lần, khắc phục tình trạng thiếu công khai minh bạch thông tin về thủ tục hành chính. Quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính, xử lý nghiêm cán bộ công chức có hành vi cửa quyền, nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực tự ý đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật. Về việc xây dựng đề án trung tâm hành chính công theo văn bản số 690 ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay văn phòng chính phủ đang xây dựng dự thảo nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trình chính phủ. Sau khi dự thảo nghị định được chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có ý kiến chỉ đạo thực hiện việc thành lập trung tâm hành chính công. Nhận được văn bản này, các cơ quan đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện, đảm bảo đúng nội dung yêu cầu. Nối tiếp chương trình là nội dung công văn số 715 của huyện ủy tuần giáo về việc xây dựng báo cáo do ban. Thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng Bộ huyện khóa 22, Thường trực huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban 10 tháng năm 2017 giữa Ban thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện với các chi đảng bộ, đơn vị trực thuộc. Trực thuộc huyện ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ và kế hoạch năm đánh giá tình hình, kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2017. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, một số giải pháp các tháng cuối năm 2017, kiến nghị đề xuất với các cấp các ngành. Báo cáo gửi về Thường trực huyện ủy qua văn phòng huyện ủy, một bản báo cáo nhanh theo địa chỉ qua email huyện ủy tuần giáo a còng gmail.com và một bản qua đường công văn trước ngày 20 tháng 10 năm 2017. Lưu ý, báo cáo cần ngắn gọn đi vào những nội dung công việc trọng tâm, cần tập trung vào những khó khăn vướng mắc lớn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện và đề xuất kiến nghị các giải pháp giải quyết tháo gỡ. Các đơn vị, ngoài báo cáo nêu trên, vẫn thực hiện báo cáo tháng 10 theo quy định. Yêu cầu đơn vị thực hiện nghiêm túc công văn này. cuối của chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung truyền thông tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2017 trên đề bàn huyện Tuần Giáo. Hội người cao tuổi có tiền thân là Hội phụ lão cứu quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng thành lập. Hội có vai trò hết sức quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong sự nghiệp đổi mới, người cao tuổi ở mọi miền của Tổ quốc đã dành mọi tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm của mình giữ vai trò không thể thiếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống của dân tộc, trong thời gian qua, Đảng và nhà nước ta đã rất quan tâm và dành nhiều nguồn lực chăm sóc cho người cao tuổi, để người cao tuổi được tôn vinh, đồng thời phát huy uy tín, kinh nghiệm, trí tuệ cho người cao tuổi vì công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Chính phủ đã có chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi và tháng 10 hàng năm đã trở thành tháng hành động về người cao tuổi thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ và công văn của ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh Điện Biên, Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2017 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Đây là dịp toàn xã hội và gia đình ghi nhận, trân trọng sự đóng góp của người cao tuổi vào quá trình xây dựng phát triển đời sống, có ứng xử quan tâm chăm sóc người cao tuổi, phù hợp truyền thống đạo lý dân tộc và thời đại. Chủ đề tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2017 là chung sức vì người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhằm góp phần hỗ trợ đời sống của người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, kính lão trọng thọ, lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà cha mẹ, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện hướng dẫn đôn đốc các cơ sở hội cấp xã tổ chức thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2017 đảm bảo đúng nội dung yêu cầu chủ trì phối hợp với các ngành đơn vị liên quan huy động vận động các nguồn lực hợp pháp tham gia ủng hộ hỗ trợ tổ chức hoạt động văn hóa thể thao thăm hỏi tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thực hiện chương trình mắt sáng cho người cao tuổi. Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2017, các cấp hội ở huyện Tuần Giáo đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của người cao tuổi. Các tổ chức cá nhân và cộng đồng xã hội về mục đích ý nghĩa Ngày Quốc tế người cao tuổi và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm cụ thể, kết hợp tổ chức tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc tế người cao tuổi với việc vận động nguồn lực cho Tháng hành động vì người cao tuổi để phần dân số cao tuổi có thể già đi nhưng vẫn hoạt động trong các kế hoạch kinh tế xã hội và được an toàn khỏe mạnh. Ông ơi, mái tôn nhà bác sĩ bị ông tờ điện trèo lên, vừa đưa chân dẫm nhẹ một cái mà đã bị lõm xuống. Ông tờ điện bị trượt chân ngã trượt gân rồi cái kia. Ôi. Nhờ thế mới biết bác xỉu mua tôn kém chất lượng Giờ tôi sang nhà gặp bác ấy để tư vấn mua tôn hoa sen đây ấy Bác xỉu kỹ tính thế Mà sao vẫn mua chúng tôn dởm ông nhỉ Tôi đã nói rồi Bác ấy có chịu nghe đâu Giờ mới ra nồng nỗi này Như nhà mình dùng tôn hoa sen mấy năm nay rồi vẫn tốt Nhân viên tôn hoa sen lại tư vấn rất kỹ về kỹ thuật Còn được bảo hành từ 10 đến 20 năm nữa Thế nên vợ chồng mình mới quyết định mua còn gì Vâng tôi thấy bảo tôn hoa sen còn được xuất khẩu đến hơn 65 quốc gia nữa đấy ông ạ Tôn hoa sen được cả thế giới biết tới mà Thôi Tôi qua thăm hỏi bác ấy, rồi tiện thể hai anh em ra chi nhánh tôn Hoa Sen để cập nhật tình hình. Tháng sau mình mua tôn về, lợp nhà cho vợ chồng thằng cả nhà mình. Vâng, vâng, ông đi đi, kẻ bác ấy đợi. Ừ. Để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành, hãy gọi đến tổng đài 1800 1515 hoặc đến chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen tại Tuần Giáo, Điện Biên. Địa chỉ, quốc lộ 279, ao Nọng Rốm, Khối Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Số điện thoại 0215 3867 778 hoặc 0215 3867 779. Tôn Hoa Sen, thị phần số 1 Việt Nam theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam. Ơ ờ ông bạn, sao ngồi ủ rũ ở đây thế này? Bình thường là đang thể dục thể thao rồi cơ mà. Đang chán đây. Vừa rơi mất cái điện thoại. Nghĩ mãi chẳng biết rơi ở đâu mà tìm Thôi, coi như của đi thay người ông ạ Thế giờ định mua loại nào, tôi tư vấn cho Tôi từ trước giờ chỉ trung thành với loại cục gạch thôi Vừa dễ dùng, mà pin lại trâu À, thế ông dùng điện thoại Nokia 105 đi Chuẩn tiêu chí của ông luôn Tôi cũng đang dùng một cái này Phiên bản mới này có nhiều ưu điểm vượt trội lắm đấy nhá Kích thước màn hình lớn hơn 1,8 inch Nút bấm cải tiến, giúp thao tác dễ dàng hơn Có 3 màu, đen, trắng, xanh cho ông thoải mái chọn luôn Giá nhiêu ông? Khỏi phải nghĩ, 349.000 đồng cho phiên bản 1 sim và 359.000 đồng cho phiên bản 2 sim. Chuẩn, để tôi đi mua luôn. Điện thoại phổ thông Nokia, máy bền sóng khỏe, không lo sạc pin. đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục hỏi đáp về pháp luật của đài truyền thanh truyền hình huyện tuần giáo cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau